Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì tiếp tục update cho các bạn về dự án Soi Finance và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Cách làm cái chương trình Aero Round 2 của nó nhé uh, Round 2 sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 Cho tới ngày 15 tháng 11 năm 2021 Các bạn này và tổng là 500.000 Soi Và mức giá của đồng Soi hiện tại đang là 1.38 USD cho một đồng nhé Giá trị khá là tốt Ở đây thì... Uh, mình update cho các bạn là cái round 1 ấy thì nó đã uh, đã phân phối rồi Tuy nhiên thì chúng ta phải đợi đến khoảng tầm tháng 4 năm 2022 thì các bạn mới có thể claim được Các bạn có thể thấy đây Ở đây thì cái phase một ấy, ấy thì uh, số dư của mình là 18 cái đồng soi này Đấy, và ngày phân phối là ngày 15 tháng 4 năm 2022 này. Ok, à, cái round 2 thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể thao tác để có thể nhận được cái đồng soi token này ở trên sàn soi Finance nhá. Đấy, như đã thông báo ở trên trang Medium của nó thì các bạn chỉ cần thao tác à, trong khoảng thời gian là từ ngày mùng 1 tháng 11 cho tới ngày 15 tháng 11 ở trên sàn ở đây là sàn nó yêu cầu chúng ta sử dụng cái sàn sushi swap sàn sushi swap cũng là một cái sàn khá là lớn nhá đấy thì các bạn chỉ cần thao tác ít nhất một trong các thao tác sau này thứ nhất là trade này trade swap này đấy ở trên sàn sushi swap các bạn có thể sử dụng mạng ethereum hoặc là mạng binance smart chain network này đấy hoặc là các bạn có thể add hoặc remove liquidity ở trên sàn sushi swap sử dụng mạng ethereum và mạng binance smart chain thì tức là các bạn có thể uh, thực hiện một trong bốn cái thao tác ở trên đây thì là các bạn sẽ được chấp nhận nhá này trade swap này add hoặc remove này đấy thì chỉ cần một cái thao tác thì các bạn sẽ được chấp nhận uh, cho cái chương trình airop của nó ở đây thì nó không nói rõ về cái phần số lượng nhưng mà mình nghĩ là uh, nó sẽ căn cứ vào số lượng chúng ta swap nữa đấy tại vì là ở cái phase một đấy các bạn thì cái Perlin này này nó phân chia không đồng đều nhá thì có nghĩa là nó sẽ phân chia cái số lượng uh, swap nhiều hơn thì có thể sẽ được nhiều token hơn thì đấy là là cái suy đoán của mình bởi vì mình thấy là uh, nhiều anh em nhận được cái số lượng đồng soi này khác nhau nhá đấy hoặc là có thể là nhiều thao tác thì sẽ nhận được nhiều cái uh, đồng soi này hơn ở đây thì nó không nói rõ luôn các bạn ạ đấy thế nên là các bạn có thể uh, uh, bằng cách là chúng ta sẽ uh, uh, swap một cái số lượng nhiều một chút hoặc là có thể uh, dùng uh, nhiều cái lệnh swap hoặc là add liquidity hoặc là remove ở trên sàn uh, sushi swap nhé ok ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em thao tác luôn này các bạn đầu tiên ấy, các bạn truy cập vào sàn sushi swap này đây là cái đường link nhé chúng ta đầu tiên ấy, các bạn sẽ phải sử dụng mạng Ethereum để kết nối với cái sàn này mạng chính thức của Ethereum nhé đây thì các bạn uh, loát lại cái trang để cho nó kết nối vào Ok thì các bạn có thể thấy là nó đã kết nối vào rồi đúng không thì các bạn bây giờ các bạn thao tác ở trên này Tuy nhiên đấy thì chúng ta không dạy gì mà chúng ta thao tác uh, ở trên network của Ethereum cả bởi vì network Ethereum phí nó rất là chát thì các bạn nên chuyển sang mạng này mạng Binance Smart Chain để chúng ta thao tác cho phí nó rẻ các bạn nhấn vào. Đấy thì các bạn kết nối nhá, các bạn chuyển mạng này. Ok chưa? Thì chúng ta đã chuyển được sang mạng của BNB rồi này. Thì các bạn à, có thể à, thao tác bất kỳ một cái token nào ở trên đây. Ok thì mình sẽ thử nhá, mình sẽ swap sang đồng cách. Mình sẽ swap này. Mình sẽ swap một đồng cách đấy thì mình sẽ ấn vào hoán đổi này, ấn vào xác nhận hoán đổi này, thì chúng ta sẽ mất một ít phí đúng không? Đấy, thì mình ấn vào xác nhận này. Đấy. Ok, thì mình đã thực hiện thao tác thành công rồi và mình đã swap thành công thì uh, các bạn có thể xem ở cái phần uh, pool này. đấy, các bạn có thể thêm thanh khoản bằng cách là chọn một cặp đồng tiền. cái này là cái cách mà ở đây này, ở đây nó có các cách là trade, swap thì chúng ta vừa làm rồi ấy. còn add và remove thì các bạn vào đây nhé, các bạn vào cái phần uh, pool này này. đấy thì các bạn có thể chọn ví dụ bnb hoặc là cách này, đấy. thì các bạn chọn số lượng uh, bnb hoặc là số lượng cách chẳng hạn này đây. Đấy. Ví dụ các bạn chọn 0.5. Đấy, thì các bạn uh, nhấn phê duyệt cách, sau đấy các bạn nhấn uh, supply để các bạn có thể tạo cái at uh, add liquidity ở trên đây thì mình cũng uh, Đấy, thì nếu mà bạn nào muốn làm thêm cái lệnh đấy thì các bạn uh, làm theo cách đấy. Còn sau khi add xong ấy thì các bạn vào phần remove này. Ở đây nó sẽ có cái cái cặp để các bạn remove cái liquidity mà chúng ta vừa add. Thì đấy là cái thao tác thứ hai ở trên này, add và remove cái liquidity ở trên sàn sushi Web. Đấy. Thì uh, ok nhá, xong. Như vậy chúng ta chỉ cần làm đến đấy thôi là các bạn đã có đủ điều kiện để các bạn sẽ uh, kiểm tra cái phần số dư của chúng ta rồi. Và số dư đấy thì hai uh, sau 24 giờ nó sẽ update cho các bạn nhé. Thì sau 24 giờ các bạn vào kiểm tra ở cái phần Backlund này và chúng ta sẽ thấy được cái số lượng mà chúng ta nhận được thì có nghĩa là chúng ta đã tham gia thành công cái chương trình Aerobe đến từ cái sàn Swifinance nhá Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coi và thật nhiều tiền Đây là một dự án mình nghĩ là nó sẽ phát triển dài hạn Thế nên là anh em cố gắng làm đi khoảng tầm vài ví nhá Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ Những cái gì thắc mắc không hiểu thì bạn có thể comment ở phía dưới của video Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại